Chiều thứ bảy là lượt quần áo thất bóng bẩy. Anh chạy xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đứa bé đi ăn món gì đây. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy, dáng vẻ anh tuy có hơi sống qua những món ăn ở nơi đây. 36 phố phường, những hàng quán bên ven đường, ngay chất tình dẫn đến lạ thường, nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Ngồi quây quần 3-4 ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá, thêm tí ớt tí chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Hey. Lang thang con ngõ ẩm thực con người chẳng ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bạn không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu bắt buộc. Bao nhiêu sai, bao nhiêu sai. Hòa music. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giòn? Bánh giòn nóng đây. Hôm nay em muốn đi ăn thật no, cho nên anh đừng tiếc tiền à. Ai à, ai à, ai à, ai à. Nhưng thôi anh ơi em đói rồi. Anh cũng đói nè. Hôm nay em ăn cho thật đã đời. Sung quân bên em tài, nhìn sang bên phải lấy cốc bia làm một hơi dài. Ẩm thực khiến con người ta xích gần lại, chuyện qua chuyện lại sang chuyện mấy cô chân dài. Như đà điểu ăn uống từ sướng check in đủ ca kiểu, kể ra thì hết cả buổi chiều. Lạc rằng đến ngay vào chiều, văn thắn ở ngay hàng chiếu. Nem lựa chọn ngõ Âu Triệu, bún đậu mắm tôm không thể thiếu. Phở là đặc sản lâu năm dành cho những người sành ăn chẳng cần quảng cáo nhiều. Lang thang con hóa ẩm thực con người chưa ăn. Ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay không quan trọng hóa vàng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu như bắt bún. Bao nhiêu sai, bao nhiêu sai. Let go. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giò? Bánh giò nóng đây. Vân đừng tiếc tiền.